máy cày nhỏ. Tên sản phẩm Supercharge 2200 TVL được thay đổi trong quá trình nâng cấp mô hình vào năm 1988, cũng mang theo phiên bản LS. Sau quá trình sản xuất động cơ xong, các mẫu Supercharge 1700 và Supercharge 1900 đã bị ngừng sản xuất, ngoại lệ là Supercharge 2200 TVL LS. Ford là một nhà sản xuất hoặc máy kéo nông nghiệp lớn trong phần lớn thế kỷ 20. Nhãn hiệu Ford lần đầu tiên được sử dụng trên máy kéo vào năm 1939 với sự ra đời của 9L. Mặc dù nhãn hiệu của Ford đã được sử dụng trong 20 năm, thương hiệu của Ford của châu Âu và thương hiệu của Ford của Hoa Kỳ được hợp nhất vào năm 1964 với việc tạo ra một dòng máy kéo toàn cầu. Ford mua New Holland vào năm 1985, tạo ra dòng Ford New Holland. Master 418 thay thế Master 408 vào năm 1960. Ngoài hộp số, cả hai mô hình đều giống hệt nhau. Ngoài ra, một phiên bản động cơ F418 với 2.100 vòng trên phút đã được bổ sung. Tốc độ định mức được cung cấp, kết quả là tốc độ đầu vào cao hơn, dẫn đến tỷ số truyền động lực khác nhau của hộp số. Master 418 thay thế Master 408 vào năm 1960.
với dòng máy kéo cỡ lớn Fan 900 Vario mới. Fan đang được tung ra một cải tiến hoàn toàn mới, một lần nữa đặt ra những tiêu chuẩn hoàn toàn mới. Các mô hình mới được điều chỉnh theo yêu cầu riêng của các trang trại và các nhà thầu lớn trên toàn thế giới. Nhiều điểm nổi bật về kỹ thuật, gói kết nối mở rộng, trọng lượng tương đối thấp và thiết kế mới mạnh mẽ cho phép sử dụng trên toàn thế giới và linh hoạt. Đây là sự tiếp nối tuyệt vời của câu chuyện thành công của những chiếc máy kéo cỡ lớn Fan 900 bắt đầu từ Argentina năm 1995 với chiếc Fan 926 260 mã lực. John Deere 110 với động cơ John Deere 1,5 HP trên đó. Động cơ đã được thay thế tất cả các bộ phận trên đó, bắt đầu với một khối hình gấu có khởi động điện, tốc độ thay đổi rất mạnh nhưng không nhanh, giá 2.500 USD. Khởi động lạnh ở -14 độ của chiếc Massey Ferguson 35 từ năm 1962 với động cơ diesel 3 xi lanh.